công ty sở hữu cả thế giới hay gã khổng lồ trong lĩnh vực tài chính là những điều mà người ta thường nói tới khi nhắc về BlackRock, được mô tả như là một tổ chức có khả năng thống trị không chỉ tài chính mà còn cả chính trị. BlackRock đã trở thành một đối tượng gây tranh cãi và thu hút sự chú ý của giới quan sát và người dân trên khắp hành tinh. Gần đây nhất thì BlackRock đã gây sự chú ý không nhỏ khi mà bước chân vào thế giới crypto với các đề xuất ETF Bitcoin và Ethereum, một phần khiến cho thị trường có cú chuyển xanh mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Trong số bổ não ngày hôm nay, hãy cùng Irene khám phá bí mật đằng sau công ty đá đen và những ẩn số đằng sau vị thế độc tôn mà nhiều người tin rằng BlackRock đang nắm giữ. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về BlackRock thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi, tại sao lại nói BlackRock gần như là sở hữu cả thế giới? Khi được hỏi về những công ty quyền lực và mạnh mẽ nhất thế giới thì hẳn là nhiều người sẽ nghĩ đến những cái tên như là Apple, Google hay là Amazon, vì tất cả thì đều là những cái tên quá là đình đám rồi đúng không nào? Nhưng thực tế thì tất cả những công ty nêu trên đều rất nhỏ khi so với hai ông lớn là BlackRock và Vanguard. Để thấy được sự lớn mạnh của BlackRock đến nhường nào thì hãy cùng đặt lên bàn cân so sánh một chút nhé. Một bên là tập đoàn BlackRock và một bên là 5 công ty niêm yết lớn nhất thế giới, bao gồm là Apple, Microsoft, Alphabet hay là Google, Amazon và Saudi Aramco. Tính đến cuối năm 2022 thì tổng vốn hóa của 5 công ty trên đạt gần 8.000 tỷ đô. Trong khi đó thì từ cuối năm 2021, BlackRock đã nắm giữ tới 10.000 tỷ đô la Mỹ tài sản. BlackRock và Vanguard thì hiện đang quản lý tới 16.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu làm một phép so sánh thì con số này gấp 5 lần so với GDP của nước Pháp vào năm 2023 và hơn một nửa khoản nợ của Mỹ, tức là khoảng 31.6.000 tỷ đô la Mỹ. Quả một con số khổng lồ đúng không nào? Không những thế thì BlackRock còn được chọn là nhà quản lý cho các chương trình cứu trợ của chính phủ Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và trong đại dịch Covid-19 năm 2020. Công ty được gọi là hòn đá đen này thì chính là cổ đông lớn của rất nhiều công ty lớn trên thị trường chứng khoán và ngân hàng, bao gồm cả Apple, Microsoft, Facebook, Wells Fargo và Chase. Họ thì cũng là cổ đông lớn của Deutsche Bank và là công ty quản lý tài sản đầu tiên được phê duyệt bởi chính phủ Trung Quốc để thành lập công ty tại đây. BlackRock thì cũng là cái tên có trong danh sách cổ đông hay là nhà đầu tư của ít nhất 80% trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Mỹ. BlackRock thì cũng là tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới với khối lượng tài sản quản lý trực tiếp vượt xa cả kho dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới của Trung Quốc và bằng tổng giá trị tài sản của các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư trên toàn cầu. Tính đến năm 2021 thì thông qua nền tảng quản lý rủi ro Aladdin, BlackRock đã chiếm khoảng 7% cổ phiếu, trái phiếu và khoản vay trên toàn thế giới. Bởi vậy cho nên, không ngoa khi nói BlackRock đang được xem là công ty quản lý tài sản quan trọng nhất thế giới và có sức ảnh hưởng lớn lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu đúng không nào? BlackRock lớn như thế thì doanh thu của họ đến từ đâu? Cho đến thời điểm hiện tại thì BlackRock đã phát hành hàng ngàn các sản phẩm quỹ khác nhau để phục vụ khách hàng trên quy mô toàn cầu. Trong năm 2021, nếu chỉ xét về tỷ suất lợi nhuận thì mô hình của BlackRock thậm chí còn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn cả Apple và Google. Cũng vào năm này thì giá trị trên sàn chứng khoán của công ty ở mốc là 126 tỷ đô. Một nghiên cứu vào năm 2019 của Đại học Luật Harvard và Đại học Boston ước tính rằng ba doanh nghiệp là BlackRock, Vanguard và State Street đang nắm giữ tới 20% tỷ lệ cổ phần của 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ. Con số này thì còn được dự báo sẽ tăng lên mốc là 41% trong vòng 20 năm tới. Doanh thu của họ thì đến từ các khoản phí như là phí quản lý quỹ, phí tư vấn tài chính, phí cung cấp dịch vụ công nghệ qua Aladdin hay là phí cho vay chứng khoán và các khoản phí khác. Doanh thu của BlackRock thì có liên quan mật thiết đến tài sản quản lý hay là Assets Under Management, viết tắt là AUM của họ. Khi mà AUM hay là AUM tăng thì hiệu suất hoạt động cũng sẽ tốt hơn, từ đó cho nên là doanh thu của BlackRock cũng sẽ tăng theo. Về tổng quan thì mô hình kinh doanh của BlackRock sẽ không có nhiều sự khác biệt với các công ty quản lý tài sản khác. Về cơ cấu tài sản thì BlackRock chủ yếu phân bố vốn vào cổ phiếu, thông thường là khoảng hơn 50% và khoảng 30% là trái phiếu. Theo dữ liệu 12 năm trở lại đây thì cơ cấu này không có sự thay đổi quá là đáng kể. Trong đó thì nếu dựa trên số lượng phí thu được thì sẽ có 30% thuộc về các nhà đầu tư tổ chức,
31% thuộc về các nhà đầu tư cá nhân và 39% là từ các quỹ ETF. Vậy làm thế nào mà BlackRock đã trở thành nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới và điều đó thì có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế thế giới hiện tại và tương lai? Thứ nhất thì để đạt được tới thành công ở thời điểm hiện tại thì BlackRock đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. FMA là một bộ phận tư vấn hiệu quả của BlackRock, hoạt động độc lập hoàn toàn với công ty quản lý đầu tư của công ty. Công ty này thì đã đóng vai trò quan trọng trong việc là đối phó với đại dịch coronavirus của chính phủ Hoa Kỳ. Vào tháng 3 năm 2020 thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã chọn FMA để thực hiện chương trình mua tài sản khẩn cấp. Theo báo cáo của Wall Street Journal thì chương trình này không cho phép bất kỳ tổ chức quản lý tài sản nào khác ngoài FMA có thể tham gia. Một số các nhà phân tích thì cho rằng nhiệm vụ này của BlackRock thì được coi là một hình thức cứu trợ cho các công ty hoặc là ngành quỹ giao dịch niêm yết ETF nói chung. Tuy nhiên, founder và CEO của BlackRock là ông Fink thì đã phản đối những cáo buộc này và cho rằng chúng là xúc phạm. Một lần khác là trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 cho đến 2009 thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng đã yêu cầu bộ phận FMA của BlackRock xử lý tài sản của Blackstone và AIG, hai công ty đang trên bờ vực sụp đổ. Những điều trên thì chứng tỏ là BlackRock có một vai trò hỗ trợ không nhỏ cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để giải quyết các tình hình về tài chính và kinh tế nói chung. Nguyên nhân thứ hai là một khối truyền thông cực kỳ mạnh mẽ. BlackRock và Vanguard thì là hai trong số 3 công ty quản lý tài sản quỹ thụ động Big Three. Thứ ba là State Street thuộc sở hữu của BlackRock, cổ đông lớn nhất thì là Vanguard. Dường như là mọi con đường thì đều dẫn tới BlackRock. Vanguard thì là cổ đông lớn nhất của BlackRock. Mặt khác thì bản thân Vanguard thì cũng có cấu trúc độc đáo khiến cho quyền sở hữu của họ khó phân biệt hơn. Nhưng nhiều gia đình lâu đời nhất, giàu có nhất ở trên thế giới thì đều có kết nối với quỹ Vanguard. Janet Kopperman thì cho biết trong một bài báo ở trên Common Reader như sau: Vanguard và BlackRock thì là hai chủ sở hữu hàng đầu của Time Warner, Comcast, Disney và Newcorp, 4 trong số 6 công ty truyền thông kiểm soát hơn 90% bối cảnh truyền thông của Hoa Kỳ. Cùng với nhau thì BlackRock và Vanguard sở hữu tới 18% của Fox, 16% của CBS và 13% của Comcast, công ty sở hữu NBC, MSNBC, CNBC và tập đoàn truyền thông Sky, 12% của CNN và 12% của Disney, công ty sở hữu một số các công ty con khác. Những gã khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông có thể hiện mình là đối thủ, nhưng trên thực tế thì đều thuộc sở hữu của cùng một công ty. Quyền biên tập của BlackRock trong các công ty mà họ có cổ phần thì còn gây tranh cãi khá nhiều. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là họ có thể hướng các câu chuyện lên toàn cầu và ảnh hưởng tới địa chính trị ở quy mô lớn nhất. Nguyên nhân thứ ba là một công nghệ mang tên là thần đèn ma thuật của BlackRock. Trong khi cả BlackRock và Vanguard thì đều định hình bối cảnh truyền thông thế giới thì vũ khí bí mật của BlackRock chính là một thuật toán giao dịch tiên tiến có tên là Aladdin hay là cây đèn thần đã định hình thị trường toàn cầu nhiều thập kỷ vừa qua. Chương trình công nghệ mở rộng theo một số ước tính thì đã vận hành khối lượng tài sản trị giá hơn 21,6 ngàn tỷ đô được Fink và một số đồng nghiệp tạo ra vào năm 1988. Aladdin thì chính là từ viết tắt của mạng lưới tài sản, trách nhiệm, nợ và đầu tư phái sinh, một chương trình thực hiện tới 250.000 giao dịch mỗi ngày. Aladdin thì thực hiện giao dịch của mọi loại tài sản ở trên mọi ngành và thậm chí nhiều nguồn tin còn tin rằng công nghệ này còn chỉ đạo những hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hầu hết mọi ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Thông tin trên thì vẫn chưa được kiểm chứng cho nên tất cả vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi. Tuy nhiên, Aladdin thì có thật và nó kiểm soát hơn một nửa số quỹ ETF, 17% thị trường trái phiếu và 10% thị trường chứng khoán. Aladdin thì thu thập các điểm dữ liệu trên mọi thị trường, mọi công cụ và mọi tài sản, đồng thời thì sử dụng máy học để tính toán những giao dịch nào sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn hơn thời gian để mà não bạn gửi tín hiệu điện qua hệ thống thần kinh đến ngón tay của bạn. Mạng lưới tạo nên Aladdin thì bao gồm khoảng 5.000 siêu máy tính, hiện đóng vai trò là hệ thống thần kinh trung ương cho các nhà đầu tư và quản lý tài sản phức tạp nhất thế giới. Mọi ngân hàng và quỹ đầu tư lớn thì đều dựa vào Aladdin và AI toàn năng của nó để đánh
bại thị trường. Điều này thì đặt ra một số câu hỏi cơ bản về bản chất của hệ thống tài chính mong manh của chúng ta. Nếu như mạng lưới của Aladdin bị hack thì sao? Nó có thể gây ra một tác động cực kỳ nhanh chóng và thảm khốc lên nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề còn tồn tại hơn là sự độc quyền mà thuật toán này đã tạo ra. Về cơ bản thì BlackRock đã cho những người trả giá cao nhất trên thế giới thuê con ngỗng vàng độc quyền của mình, chủ yếu là các quỹ phòng hộ lớn và các ngân hàng lớn. Mô hình này thì còn khiến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp bất lợi lớn và trao cho các công ty như là BlackRock và Vanguard giấy phép để điều hành nền kinh tế khi mà họ thấy phù hợp. Với quy mô và quyền lực ấn tượng như vậy thì BlackRock đã được gọi là ngân hàng bóng tối lớn nhất trên thế giới hay là công ty sở hữu cả thế giới. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu BlackRock có thực sự sở hữu thế giới hay không và ai là người đứng đằng sau nó? Câu trả lời đó chính là Larry Fink. Larry Fink thì là người cha đẻ quyền lực của BlackRock. Ông là người đã sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành của BlackRock. Ông thì sinh ra vào tháng 11 năm 1952 tại Van Nuys, California. Ông đã tốt nghiệp chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học California và tiếp tục theo học tài chính bất động sản tại trường kinh doanh của UCLA. Vào năm 1973 thì ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở trên phố Wall bằng việc tham gia vào bộ phận giao dịch trái phiếu của ngân hàng First Boston và nhanh chóng mang về cho công ty tới 1 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 1986, khi mà lãi suất bắt đầu giảm, thì ông đã đưa ra một quyết định đầu tư sai lầm, dẫn đến mất mát hơn 100 triệu đô của công ty. Sau sự cố đó thì Larry Fink đã rời khỏi First Boston. 2 năm sau, dưới sự bảo trợ của tập đoàn Blackstone thì ông đã cùng Rob Capital và 6 người khác thành lập nên BlackRock Financial Management. Sau 5 năm thì dưới sự lãnh đạo của Larry Fink, công ty BlackRock Financial Management đã quản lý tài sản tới 20 tỷ đô la Mỹ. Sau đó vào năm 1994, ông đã quyết định tách công ty này ra khỏi tập đoàn Blackstone để trở thành một công ty quản lý tài chính độc lập với tên gọi là BlackRock. Trong những năm sau đó thì dưới sự lãnh đạo của Larry Fink, BlackRock đã có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc với tổng tài sản quản lý tăng đến mốc là 165 tỷ đô la Mỹ vào năm 1999. Vào năm 2006 thì Fink đã dẫn đầu quá trình sáp nhập với Merrill Lynch Investment Managers, góp phần làm tăng gấp đôi danh mục quản lý tài sản của BlackRock. Vào tháng 12 năm 2009 thì BlackRock đã mua lại Barclays Global, đơn vị quản lý tài sản toàn cầu của ngân hàng Barclays với giá trị 13,5 tỷ đô la Mỹ. Với thương vụ này thì BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và trong vòng nhiều năm trời. Trong những năm gần đây thì vị trí dẫn đầu của BlackRock có đôi lúc đã bị thay thế bởi Vanguard. Thế nhưng do hai công ty này có rất nhiều sự kết nối với nhau, thế nên BlackRock vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng và vẫn là một trong những công ty quản lý tài chính hàng đầu trên thế giới. Với vai trò là CEO của một quỹ quản lý tài sản hàng đầu thế giới thì Larry Fink đã có tác động sâu rộng đến thị trường quỹ tài chính toàn cầu. Mọi quyết định của Fink thì đều có ảnh hưởng lớn đến tài sản tiết kiệm của hàng triệu công dân của nước Mỹ. Thống kê thì cho thấy BlackRock đang quản lý tới 93% số lương hưu của người Mỹ. Ngoài ra thì Larry Fink cũng được liệt kê trong số 16 cố vấn kinh tế chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vậy thì một cái tên sừng sỏ như BlackRock đã bước chân vào thị trường crypto như thế nào? BlackRock thì đã tham gia vào thị trường tiền mã hóa theo một số cách. Thứ nhất là hợp tác với Coinbase. Vào tháng 8 năm 2022 thì BlackRock đã công bố quan hệ đối tác với Coinbase để cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức truyền thống quyền truy cập vào Bitcoin. Sự hợp tác này cho phép các khách hàng của BlackRock mua Bitcoin trên nền tảng quản lý đầu tư Aladdin của họ. Thứ hai là ra mắt quỹ tín thác tư nhân Bitcoin hay là Private Bitcoin Trust. Vào tháng 9 năm 2022 thì BlackRock đã ra mắt quỹ tín thác tư nhân Bitcoin giao ngay cho các khách hàng tổ chức tại Hoa Kỳ. Quỹ tín thác này thì được quản lý bởi BlackRock và thay mặt các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin. Điều này thì cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ sự tăng giá của Bitcoin mà không phải lo lắng về sự an toàn tài sản của họ. Thứ ba là nộp hồ sơ vào một quỹ ETF Bitcoin Spot. Vào tháng 6 năm 2023 thì BlackRock đã nộp đơn xin đăng ký ETF Bitcoin Spot với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC. Nếu được chấp thuận thì ETF này sẽ cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tiếp xúc với Bitcoin thông qua một phương tiện đầu tư truyền thống. Đây chỉ là một số cách tiêu biểu mà BlackRock đã tham gia vào thị trường tiền điện tử. Công ty đã nói rõ rằng họ coi tiền mã hóa là một loại tài sản hợp pháp và có khả năng mang lại lợi ích đa dạng cho các nhà đầu tư. Khi mà thị trường tiền mã hóa tiếp tục phát triển thì có khả năng BlackRock sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia của họ vào không gian này. Nhìn chung thì việc BlackRock tham gia vào thị trường tiền mã hóa là một bước phát triển đáng kể. Họ thì là một trong số những công ty tài chính lớn nhất trên thế giới và việc họ tham gia vào thị trường tiền mã hóa là một dấu hiệu
hiệu cho thấy loại tài sản này đang được chấp nhận rất rộng rãi. Có khả năng là họ sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia của mình vào thị trường tiền mã hóa trong những năm tới. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về BlackRock và những bí mật đằng sau công ty quản lý tài chính lớn nhất trên thế giới này. Anh em nghĩ sao về công ty này và anh em có nghĩ là họ đang thao túng hay là thống trị thị trường tài chính hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi 68 TV. Cảm ơn anh em đã xem đến đây và hẹn gặp anh em trong những số bổ não tiếp theo. Mình là Irene và tạm biệt anh em.